sao nó ra tiếp đi. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào. Rồi mình chào tất cả mọi người nha. Hôm nay lại tiếp tục mọi người sẽ đồng hành tiếp tục cùng mình trong cái livestream thứ 13 của trong cái chuỗi ngày 21 livestream của mình nha. Hôm nay tiếp tục trả lời câu hỏi để được tặng son 3C nào. Để tặng son 3C nha. Bây giờ để mình chia sẻ cái like này đây nè. Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người tiếp tục chia sẻ livestream để được nhận quà nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đoán câu hỏi để chúng ta nhận quà nè. Chúng ta sẽ đoán câu hỏi nha. Chúng ta sẽ đoán câu hỏi để nhận quà và mọi người chia sẻ hai lần trên tường nhà mình, một lần trên hội nhóm nha. Hai lần trên tường nhà mình và hôm nay không cần phải chia sẻ trên hội nhóm, chỉ tổ chức buổi xem chung là được rồi nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào Bùi Thị Nga nha. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mọi người tiếp tục xem live stream nha. Xem live stream. Phải nhớ viết cho mẹ cái đáp án ra một tờ giấy kia bác. Mọi người xem live stream nha. Xin chào Ánh Nguyệt nào. Xin chào Bùi Thị Nga nào. Mọi người chia sẻ hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung nha. Tổ chức buổi xem chung để mọi người sẽ nhận xin chào thành. Mọi người sẽ được nhận quà nha. Đây. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mọi người tiếp tục đồng hành cùng Hương trong cái chuỗi livestream nha, trong cái chuỗi livestream 21 ngày livestream của Hương nha. Hôm nay là livestream thứ 13 rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Hương trong suốt các cái livestream nha. Xin chào Nguyên Nguyễn. Xin chào tất cả mọi người. Hôm qua mở nhạc bằng cái máy nào nhỉ? Mọi người tiếp tục nha. Mọi người tiếp tục chia sẻ. Mọi người tiếp tục chia sẻ live stream và nhận những món quà nha. Nấm lùn, chia sẻ đi gái ơi. Chia sẻ đi, chia sẻ được nhận quà nào. Chia sẻ đi, chia sẻ hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung đi gái ơi. Cái gì mọi người nha, và mọi người chia sẻ vào tổ chức buổi xem chung nha. Mọi người chia sẻ vào tổ chức buổi xem chung để tiếp tục mọi người nhận được món quà là son 3C nha. Mọi người chờ mình và mình cũng chia sẻ bài viết của mình chút xíu nè. Mọi người chia sẻ đi nha. Mọi người chia sẻ live stream nha. Để Hương chia sẻ một chút đó nè. Cảm ơn mọi người. Mọi người tiếp tục chia sẻ nha. Chia sẻ hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung để nhận được quà nha. Tiếp tục để nhận được quà nhé. Cái gì đen khi bạn mua nó và đỏ khi bạn dùng nó và xám xịt khi bạn vứt đi nào. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người tiếp tục chia sẻ hai lần trên tường nhà mình nha. Chia sẻ hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung nha, để mọi người nhận được quà nha. Khi mà trợ lý của Hương sẽ kiểm tra cái chia sẻ của mọi người, nếu ai không làm đủ các bước thì mọi người sẽ bị sẽ bỏ cái phần quà đấy nha. Xin chào Tường Vi nha. Ủa? Rồi mọi người nhanh tay chia sẻ nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ để chúng ta tiếp tục nhận được quà nào. Và comment quay lại đây, comment là đã chia sẻ nha, đã chia sẻ để được nhận quà nha. Ừ.
không biết là cái chào Hồng Loan. Sao chép đi cho nó nhanh, giờ không thấy đâu hết rồi. Rồi mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người nhanh tay nào. Rồi mọi người nha, mọi người nhanh tay chia sẻ là mọi người nhanh tay chia sẻ và trả lời câu hỏi này nhá. À, mọi người trả lời câu hỏi này để được nhận quà nhá. Rồi mọi người bắt đầu chia sẻ đi. À, mọi người bắt đầu chia thẻ, mọi người chia sẻ để bắt đầu nhận được quà nhá. À, phần quà sẽ dành cho những ai, sẽ dành cho ai trả lời nó đúng và nhanh nhất nhá. Phần quà sẽ dành cho những ai trả lời đúng và nhanh nhất. Rồi mọi người nha, à, chia sẻ hai lần trên tường nhà mình, chia sẻ hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung nha, tổ chức buổi xem chung để nhận quà nha. Xin chào anh Võ, Bùi Minh Huyền, Cục Than. Từ nãy giờ comment quá trời, được coi lại xem. À, Nấm Lùn Than, Nấm Lùn đã chia sẻ, Nấm Lùn là hòn than, than nè chị ơi, cục than, hòn than, than. Rồi cục than, cảm ơn Bùi Minh Huyền nha. Rồi Nấm Lùn đã trả lời đúng đầu tiên, đây chính là đáp đáp án của chúng ta, đây chính là gì, đáp án của chúng ta chính là than nha. Và Nấm Lùn sẽ ở lại đến cuối livestream nha, chút cuối livestream nếu mà chị gọi tên mà Nấm Lùn không thấy có trong livestream là sẽ nhường phần quà đấy cho người khác nha nha. À, nhớ là ở đến cuối livestream nha. Rồi than đúng rồi nhưng mà là trả lời chậm rồi. À, Nấm Lùn rất là nhanh. Tổ chức buổi xem chung nhá, tổ chức buổi xem chung để nhận được quà nha Nấm Lùn nha. À, chia sẻ hai lần trên tường và tổ chức buổi xem chung để nhận quà nha. À, than rồi, cái gì khi bạn mua thì bạn mua thì nó màu đen thì đúng rồi, khi than thì chúng ta mua nó màu đen đúng không, và khi chúng ta dùng nó thì nó là màu đỏ, nó cháy nó màu đỏ, và khi chúng ta dùng nó hết rồi thì nó xám xịt thì vứt nó đi ha. Rồi có thể ghi tiếp cho mẹ câu hỏi nữa được không? Rồi mọi người ơi nhanh tay chia sẻ nha, nhanh tay chia sẻ. À, trong khi chờ đến câu hỏi tiếp theo nha, trong khi chờ câu hỏi tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ, bạn nào có muốn mua được, bạn nào có muốn được mua cái sản phẩm giá rẻ không, mua sản phẩm tắm trắng hoặc là son tâm linh ngay trên livestream này với giá rẻ không, thì mọi người comment xuống đây nha, mọi người comment xuống đây để Hương sẽ tặng cái giá rẻ cho mọi người nha. Hương sẽ đưa cái giá rẻ cho mọi người nha. À, mọi người cứ comment ngay xuống đây nha. Và Hương sẽ chào Trần Huyền nha. Rồi mọi người muốn mua tắm trắng, muốn mua tắm trắng hay là son tâm linh với giá rẻ không? Hãy comment xuống đây, hãy comment xuống đây. Hương sẽ ngày hôm nay sẽ bán để tăng tương tác thôi nhé, bán để tăng tương tác cho mọi người. À, kết hợp mà vừa bán vừa tặng vừa cho đấy nha. Và mọi người chỉ việc là chia sẻ hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung nhá, thì mọi người sẽ được nhận, mọi người sẽ được nhận là ngay là những cái sản phẩm giá rẻ nha. Và mọi người chia sẻ đi, mọi người chia sẻ đi, ai mà chia sẻ lên hội nhóm mà nhiều nhất ấy, thì mình cũng sẽ tặng cho một cây son nha. Ai chia sẻ lên hội nhóm nhiều nhất sẽ được tặng một cây son ba xe. Bùi Minh Huyền Hòn Than. À, đúng rồi gái ơi, cảm ơn gái nha, mà em Nấm Lùn đã trả lời đúng rồi. Ai chia sẻ nhiều nhất nha, ai chia sẻ lên nhóm nhiều nhất sẽ được tặng kèm một cây son ba xe nha. Ai chia sẻ lên nhóm nhiều nhất sẽ được tặng kèm một cây son ba xe. Và ngày hôm nay bà Hương bán hàng chỉ để tăng tương tác, nên là tất cả những sản phẩm, cái sản phẩm như là tắm trắng y ông bạc này và son tâm linh này, đều sẽ
bán cho mọi người với giá vô cùng ưu đãi nha, vừa bán vừa cho vừa tặng luôn, vừa tặng kèm tri ân luôn nha. Nên là mọi người nhanh tay chia sẻ cái livestream này, nhanh tay chia sẻ livestream này và tag tên bạn mình vào đây nha, để họ cũng được nhận cái món quà như mình nha. Rồi chị ơi, gửi em cây son đỏ cam với ạ. Rồi vậy chị chốt cho Bùi Minh Huyền cây son đỏ cam nhá. Ngày hôm nay tất cả những bạn nào mua ngay trên livestream này với cái cây son đỏ cam như thế này, với cây son tâm linh như thế này mang lại may mắn, bình an và hạnh phúc, thì chị chỉ bán với giá là bình thường chúng ta sẽ mua cây son này với giá là 280.000 đúng không? Nhưng mà ngay trên livestream này thôi, mọi người chỉ mua với giá là 199.000. Ngay trên livestream này thôi nha. Ngay trên livestream này, xin chào Hằng Võ, xin chào Hồng Kim nha. Chỉ cho có trong livestream này mọi người được mua cây son tâm linh này với giá là 199.000. Chỉ có duy nhất một livestream này thôi nha. Duy nhất một livestream này, khi mà mọi người mua trên mọi người mua cây son tâm linh này thì mọi người sẽ được mua với giá là 200, bình thường là bán là 280.000, nhưng mà ngay trên livestream này mọi người sẽ được mua với giá là 199.000, chỉ có duy nhất trong livestream này thôi nha. Chị sẽ chốt cho Bùi Minh Huyền một son màu đỏ cam nha, chốt cho Bùi Minh Huyền một son màu đỏ cam. Nhớ inbox cho chị địa chỉ và số điện thoại nha, Bùi Minh Huyền nha. Và nhớ là chia sẻ nha, chia sẻ livestream này lên tường và tổ chức buổi xem chung để được mua với giá vô cùng ưu đãi nha. Đó, chia sẻ lên nhóm phát tắt luôn. Rồi nhanh chóng lên mọi người ơi, nhanh chóng lên mọi người, chỉ có trong duy nhất trong livestream này mọi người được mua son tâm linh với giá là 199.000 mang lại may mắn, bình an và hạnh phúc nha. Bùi Minh Huyền gửi số điện thoại, sẽ có nhân viên gọi điện cho em và chốt bill nha. Rồi chị cảm ơn Bùi Minh Huyền rất là nhiều. Chỉ có trong livestream này mà khi mà mọi người mua son tâm linh thì có giá là 199.000, vô cùng ưu đãi đúng không? Vừa được may mắn, bình an, vừa được giá rẻ, vừa được vừa tặng vừa cho luôn nha. Rồi khi mà mọi người mua một cái. Rồi xin chào nha, xin chào mọi người nha, mua ngay trên livestream này. Mọi ngày người mua ngay trên livestream này thì mọi người mua với giá là 199.000 thôi nha. Chỉ 199.000 thôi. Chỉ 199.000 thôi nha. Chỉ có trong duy nhất livestream này thôi, son tâm linh mang lại may mắn, bình an và hạnh phúc nha. Son tâm linh mang lại may mắn, bình an và hạnh phúc. Rồi chỉ có duy nhất trong livestream này thôi. Rồi nha, chốt cho một câu hỏi đầu tiên cho bạn nấm lùn nha. Câu hỏi đầu tiên chốt cho bạn nấm lùn, tặng cho bạn nấm lùn một cây son ba xe nha. Viết của mẹ đâu rồi? Rồi tặng cho nấm lùn một cây son ba xe. Đâu rồi? Rồi nấm lùn nha, nấm lùn sẽ tặng cho nấm lùn một cây son ba xe, sẽ trả tiền phí ship nha nấm lùn nha. Rồi đã chia sẻ Bích Thuận, chào chị yêu, chào em yêu Bích Thuận nha. Cảm ơn. Rồi Hương Mai Đào đã chia sẻ. Nguyễn Tường Vi đã chia sẻ. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người ngày hôm nay tiếp tục chia sẻ thì khi mọi người tổ chức buổi xem chung trên tường nhà mình nha, thì mọi người tiếp tục được mua hôm nay được mua son với giá ưu đãi nha, chỉ 199.000 và duy nhất trong livestream này thôi nha. Duy nhất trong livestream này thôi nha. Chỉ có cây son ba xe màu Hương đang son trên môi, đó là màu đỏ thuần ruby nha mọi người nha. Màu đỏ thuần ruby. Và chỉ có trong livestream này thôi, duy nhất trong livestream ngày hôm nay, livestream thứ 13.
Thứ 13 livestream là những cái điều mà những cái mà con số gắn con số 13 là thường người ta nói là xui xẻo hay là gì đó đúng không? Nhưng mà trong duy nhất trong livestream số 13 này của Hương sẽ được tặng quà và sẽ được mua hàng với giá vô cùng ưu đãi. Đó chính là mua son tâm linh với giá chỉ 199 ngàn thôi nha. Chỉ 199 ngàn, chỉ duy nhất thôi. Rồi mọi người nha, chỉ 199 ngàn thôi. Chỉ duy nhất trong livestream này có cây son 3CE như thế này có giá là 199 ngàn. Và cho 5 màu nha, 5 màu mọi người tha hồ lựa chọn nha. Gồm màu đỏ cam, đỏ thuần ruby, màu cam, màu đỏ thuần ruby và màu cam đào, hồng đào san hô và màu cam đất nữa nha. Mọi người 5 màu mọi người tha hồ lựa chọn và chỉ trong duy nhất một livestream này có giá là 199 ngàn. Câu hỏi đầu tiên đó là câu hỏi đầu tiên thì đã bạn nấm lùn đã nhận được một cây son 3CE nha. Rồi. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai, cho mẹ một cái đáp án của câu hỏi thứ hai nha. Câu hỏi thứ hai nha mọi người, câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai đây. Câu hỏi thứ hai tiếp tục được tặng son 3CE, nhớ là mọi người phải chia sẻ nha. Mọi người phải chia sẻ livestream này lên tường, chia sẻ livestream này hai lần trên tường nhà mình. Chia sẻ hai lần trên tường nhà mình rồi sau đó tổ chức buổi xem chung trả lời đúng câu hỏi thì sẽ được tặng ngay một cây son 3CE và mọi người chỉ nên à mọi người chỉ phải thanh toán phí ship thôi nha. Nha mọi người nha, nhanh tay lên. Chào em Thu Hà nha. Mua son không đồng. Được tặng luôn nè, được tặng luôn, chỉ cần một thanh toán mỗi phí ship thôi. Thu Hà đã chia sẻ rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em Thu Hà đã chia sẻ, một phần quà sẽ tặng cho em Thu Hà nha. Rồi, Bùi Gia Trinh đã nhận được quà chưa? Bùi Gia Trinh đã nhận được quà chưa? Và khi mọi người nhận được quà nhớ chỉ cần thanh toán phí ship là được rồi nha. Mọi người chỉ cần thanh toán mỗi phí ship thôi. Chỉ cần thanh toán mỗi phí ship thôi nha. Và câu hỏi thứ hai. Rồi, ngày hôm nay mọi người chỉ cần chia sẻ hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung nha. Tổ chức buổi xem chung thôi, chia sẻ hai lần trên tường và tổ chức buổi xem chung để được mua son 3CE với giá là 199 ngàn nha. Chỉ có duy nhất trong livestream này thôi, chỉ duy nhất trong livestream này. Và mọi người tiếp tục trả lời câu hỏi nào, mọi người tiếp tục trả lời câu hỏi nào, mọi người tiếp tục trả lời câu hỏi nào. Mọi người tiếp tục trả lời câu hỏi. Mọi người tiếp tục chia sẻ câu hỏi nha. Mọi người tiếp tục chia sẻ nào, chia sẻ để nhận quà nào và trả lời câu hỏi nhá. Câu hỏi là gì? Nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, sao mưa một ngày bạn lại bỏ tôi, vậy là gì ạ? Rồi, câu trả lời là gì ạ? Rồi, mọi người nhớ chia sẻ livestream trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung và trả lời câu hỏi, mọi người sẽ được tặng ngay một cây son 3CE nha. Chào ông Trần Quang Trung. Rồi. Mọi người nhanh tay nhé, mọi người nhanh tay chia sẻ hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung và trả lời câu hỏi như thế này để được tặng ngay son 3CE nha. Tặng ngay son 3CE nha. Nguyễn Ánh Tuyết hạt mưa chưa đúng gái ơi, chưa đúng. Chưa đúng gái ơi. Tiếp nào. Rồi tiếp nào, chào Nguyễn Thúy nha. Mọi người tiếp tục ánh nắng không phải. Rồi mọi người tiếp tục chia sẻ nào, chia sẻ hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung để trả lời câu hỏi nha. Không khí không đúng.
Mọi người nha, tiếp tục để trả lời câu hỏi nha. Hello chị Trà My. À, rồi xin chào Trà My nha. Xin chào Trà My. Gửi son cho em chưa chị? Nếu mà Trà My đã inbox địa chỉ cho chị rồi thì đã có người trả gửi rồi nha. Nếu mà Trà My đã gửi địa chỉ và số điện thoại thì đã có nhân viên gửi hàng rồi em nha. Còn nếu mà em chưa gửi số điện thoại và địa chỉ thì coi như món quà đó đã bị bỏ rồi. À, hôm trước chị có thông báo trên mỗi livestream rồi nha. À, hàng bây giờ nhà rất là nhiều hàng, ngập tràn hàng luôn, nên là không có chỗ để những cái món quà nữa, nên mỗi một livestream là chị đều 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 tặng quà. Nếu có livestream tặng quà là đều sẽ được, ngày hôm sau sẽ được tặng quà hết luôn nha. Nên những ai mà đã gửi địa chỉ và số điện thoại thì đều đã được gửi quà rồi nha mọi người nha. Đều đã được gửi quà rồi. Nếu ai đã nhận quà rồi thì chụp hình lại và cảm ơn, viết lời cảm ơn và tag tên Hương vào với nha. Nha mọi người nha, nhanh chóng nha. Mọi người nhanh chóng chia sẻ trên tường nhà mình và trả lời câu hỏi đi ạ. Nhanh chóng chia sẻ trên tường nhà mình. Cái ô chưa đúng nha. Cứ comment đi, comment chừng nào đúng thì Hương sẽ dừng lại ở đáp án đúng nào. Cái đèn chưa đúng, son tâm linh đẹp ghê chị, nên em mua thêm tặng cho chị gái em đó chị. Trà My ơi, vậy là Trà My mua thêm một cây son tâm linh hả? Trà My mua thêm một cây son tâm linh phải không? Ngày hôm nay nhá, chị thông báo một tin vui, hôm nay chỉ để tri ân và tăng tương tác cho mọi người thôi. Riêng trong livestream ngày hôm nay thì tất cả những ai mua hàng đều được mua son tâm linh. Son tâm linh này ngày bình thường bán với giá là 280 ngàn, nhưng ngay trong livestream này mọi người chỉ mua với giá 199 ngàn thôi. Và nếu mà Trà My muốn chốt son tâm linh thì comment ngay xuống đây nha. Và chốt màu nào thì cũng comment xuống cho chị luôn nha. Dạ đúng rồi chị. Chào chị Ngân An nha. Vậy là Trà My đã có son tâm linh chưa? Vậy là Trà My đã có son tâm linh chưa nhỉ? Chị đã Rồi Trà My ơi, em đã có son tâm linh chưa? Riêng ngày hôm nay nhé, riêng ngày hôm nay ngay trong livestream này thì được mua với giá là 199 ngàn nha. Nha, ngay trong livestream này mà chỉ mua với giá 199 ngàn thôi. Chỉ trong livestream này thôi. Và khi mà Hương tắt livestream này rồi ấy thì ok, dậy em chốt hai màu cam đất với đỏ cam nha chị. Rồi Trà My ơi, in chút nữa inbox cho chị cái địa chỉ nha, inbox cho chị địa chỉ nha. Rồi chị sẽ chốt cho em hai cây cam đất, hai màu cam đất nha. Một một cam đất, một đỏ cam nha. Rồi chị sẽ chốt cho Trà My một cam đất, một đỏ cam nha. Rồi, chút nữa Trà My nhớ inbox cho chị nha, inbox ngay cho chị nha, inbox địa chỉ nhá. Địa chỉ ở đây chỉ có số điện thoại thì hãy inbox ngay cho chị địa chỉ nha. Rồi mọi người nhá, chỉ có trong trong livestream này thôi, chỉ trong livestream này được mua
Son tâm linh với giá là 199.000. Bình thường là mọi khách của Hương là vẫn mua với giá là 280.000. Nhưng ngay trong livestream này mọi người chỉ phải bỏ ra 199.000 thôi. Ngay trong livestream này mà mọi người chỉ cần bỏ ra 199.000 thôi, quá tuyệt vời đúng không ạ? Một cây son tâm linh mang lại may mắn bình an, may mắn bình an. Và chỉ có trong livestream này thôi nha. Cây son tâm linh này do Tổng Giám đốc Nguyễn Linh Liên đã sang chùa Vàng ở Thái Lan và xin sư thầy trì chú bình an may mắn vào đây. Và chỉ có trong livestream này thì Hương mới bán giá là 199.000 thôi. Và chỉ duy nhất một livestream này thôi nha. Chỉ duy nhất một livestream này. Khi mọi người chia sẻ hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung thì mọi người sẽ được mua ngay cây son này với giá là 199 ngàn, chỉ duy nhất trong cái livestream ngày hôm nay thôi nha. Và tất cả những bạn nào đã chia sẻ livestream này và đã tổ chức buổi xem chung trên tường nhà mình ấy thì mọi người cũng sẽ nhận được ngay cái ưu đãi đó là được mua cây son tâm linh với giá là 199 ngàn nha. Rồi nhanh tay lên, chỉ có trong livestream này thôi, duy nhất trong livestream này, chỉ có duy nhất trong livestream này mới có giá là 199 ngàn nha mọi người nha. Chỉ có trong livestream này thôi. Xin chào Trang Phạm nha, xin chào Lệ Chi Nguyễn. Dạ chị đẹp quá, cảm ơn em Trà My. Cảm ơn Trà My nha. Rồi mọi người ơi, chỉ có trong livestream này nhá. Khi mà mọi người mua son tâm linh ngày bình thường ấy là son tâm linh bán với giá là 280 ngàn, nhưng ngay trên livestream này khi mà mọi người chia sẻ livestream này hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung thì mọi người được mua cây son tâm linh này với giá là 199 ngàn. Son này là son lầy và bám màu rất là lâu trên môi, không bị khô môi. Và ngoài cái việc mà màu son đẹp ra nha, màu son thì siêu đẹp rồi nha. Mọi người yên tâm về chất lượng và yên tâm về cái màu sắc của son, lên môi rất là đẹp luôn. Nhìn Hương son cái màu đỏ thuần ruby này rất là đẹp đúng không? Rồi mọi người, ngoài cái việc là mọi người màu son đẹp này và trong cái mỗi cây son này nó sẽ có một mùi thơm của sô cô la này, hay nó sẽ giúp cho mỗi một ngày khi mà mọi người son lên môi ấy, thì nó sẽ giúp cho mọi người tỉnh táo hơn, vui vẻ hơn và cảm thấy phấn khích hơn nhé. Và ngoài ra thì mọi người khi mà mọi người có trên tay cây son tâm linh và hàng ngày mọi người son như thế thì mọi người còn được nhận những may mắn bình an và lộc phát đấy nha. Do đích thân Tổng Giám đốc Nguyễn Linh Liên đã mang cốt son và sắc son sang tận chùa Vàng ở Thái Lan để xin sư thầy trì chú bình an và may mắn vào cái cây son này, để mong tất cả những khách hàng được nhận những may mắn bình an nhé, để mong tất cả những khách hàng nhận may mắn bình an. Và khi mà mọi người cứ sử dụng liên tục như thế trong vòng 7 ngày thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Mọi người hãy cứ thử hãy thử cảm nhận nhé. Và màu son này lên môi thì rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn nha. Rồi nha mọi người nha. Nhanh tay lên, chỉ có trong livestream này thôi. Và một chút nữa Hương sẽ kết thúc livestream này sớm hơn để Hương sẽ còn phải tham gia và tiếp vào một lớp học nữa. Nên mọi người phải nhanh tay nhá. Nên mọi người phải nhanh tay lên. Và chỉ có trong livestream này thôi, chỉ có trong livestream này. Và mọi người được mua với giá là 199 ngàn nha, chỉ có trong livestream này thôi. Mọi người nhanh tay nhé, chia sẻ hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung nha. Xin chào Mai Xuân Triệu. Rồi mọi người nha, chỉ có trong livestream này, duy nhất trong livestream này thôi, được mua cây son với giá là 199 ngàn. Hương sẽ bán là không lợi nhuận nha, bán hàng không lợi nhuận, chỉ nhằm mục đích là để tăng tương tác thôi nha, kéo tương tác và tăng tương tác thôi. Nên mọi người hãy giúp Hương chia sẻ hai lần trên tường và tổ chức buổi xem chung nha, không cần phải chia sẻ lên nhóm nha. Cho em một son tâm linh nhé. Rồi cảm ơn Nguyễn Tường Vi nha.
Chốt cho Nguyễn Tường Vi một màu cam đất nha. Chốt cho Nguyễn Tường Vi một màu cam đất. Rồi mọi người nha, mọi người nhanh tay lên, chỉ có trong livestream này thôi. Bình thường những livestream khác ấy là mọi người phải mua với giá là 280.000, nhưng mà ngay trên cái livestream này thì mọi người chỉ mua với giá là 199.000 thôi. Màu son trên môi chị đẹp quá. À, màu son trên môi của chị đó chính là màu đỏ thuần ruby nha. Trông thì có vẻ đỏ nhưng mà lên màu lại rất là đẹp. Đó, chị mix hai màu son nha, chị mix hai màu son. Nên mọi người có trong tay mình nhiều cây son thì mọi người có thể mix nó với nhau nha. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, rồi xong rồi. À, mọi người nhanh tay nha, mọi người nhanh tay chia sẻ nha, mọi người nhanh tay chia sẻ. Nhanh tay chia sẻ để hai lần trên tường nhà mình và hai lần trên tường nhà mình và tổ chức buổi xem chung để nhận ngay cái cây son tâm linh như thế này với giá là 199.000 nha. Và trả lời câu hỏi nha, trả lời câu hỏi như thế này. Trả lời câu hỏi này để được tặng ngay một cây son 3 xe nha. Mọi người trả lời câu hỏi để tặng ngay một cây son 3 xe nha. Và khi mọi người thì phải ở đến cuối livestream để khi Hương gọi tên lên á thì mọi người phải có mặt để Hương tặng quà nha. Còn nếu không phần quà sẽ được chuyển đến cho một người khác nha. Rồi, mọi người nha, mọi người nhanh tay lên nào. Ngay trong livestream này được mua son tâm linh, được mua son tâm linh với giá là 199.000, chỉ có duy nhất trong livestream này thôi. Và mọi người hãy trả lời câu hỏi này để được nhận tặng ngay một cây son ba xe nha, son không đồng nha, tặng ngay một cây son ba xe không đồng nha. Mọi người khi mà mọi người nhận quà thì mọi người chỉ cần thanh toán phí ship thôi. Và mọi người không cần phải trả thêm bất cứ một khoản nào, mọi người chỉ cần thanh toán phí ship thôi nha. Và không cần phải trả thêm bất kỳ một khoản nào. Và ngay trong livestream này mọi người sẽ được món quà tri ân, đó là mua sản phẩm son ba xe với giá là 199.000 nha. Chỉ có trong duy nhất trong livestream này thôi nha. Chỉ có trong duy nhất livestream này mua son ba xe với giá là 199.000. Nhanh tay lên nha, chỉ có trong livestream này thôi. Rồi, chỉ có trong livestream này thôi nha. Rồi xong, hình như cái phây này bị out rồi. Nay chia sẻ nhiều quá, nay chia sẻ tùm lum. Rồi mọi người ơi, nhanh tay nào, nhanh tay chia sẻ nào. Để chốt đơn nào. Chốt đơn nào, chốt đơn nào. Mọi người comment đi, mọi người thả tim nào. Mọi người thả tim đi, thả tim hay comment gì nào cho cái bài này nó nổi cái tương tác lên phía trên nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mua son tâm linh chỉ có trong livestream này thôi, là với giá là 199.000. Chỉ có duy nhất trong cái livestream này thôi nha mọi người nha. Chỉ có duy nhất trong livestream này thôi. Mua son tâm linh với giá là 199.000. Và được tặng kèm là khi mà mọi người trả lời câu hỏi ha, trả lời câu hỏi. Ai trả lời đúng nào? Câu hỏi này nè. Nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, sao mưa một ngày bạn lại bỏ tôi? Vậy là cái gì nào? Mọi người comment lên đây nào. Vậy là cái gì ạ? Mọi người comment đi ạ. Comment đáp án nào. Comment đáp án nào mọi người ơi. Rồi xong rồi. Hương Mai Đào. Cái bóng. Rồi chút chúng ta xem. Chào Nguyễn Hồng Thanh nha. Chút nữa chúng ta xem đáp án có đúng không nha. Nguyễn Ánh Tuyết, cái bóng.
Rồi bây giờ chị đưa đáp án xem đúng không nha. Nguyễn Hồng Thanh. Chào Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Ánh Tuyết cái bóng, Hương Mai Đào cái bóng, Nguyễn Tường Vi cái bóng. Rồi bóng này viết hoa. Rồi đây, đáp án của chúng ta chính là, đáp án của chúng ta chính là gì nhỉ? Cái bóng nha. Cái bóng của chúng ta ấy, khi mà nắng thì nó có thể nó đi theo cái bóng thì của chúng ta, nó đi theo chúng ta, nhưng mà khi trời mưa thì không, sẽ không xuất hiện những cái bóng đó nữa, đúng không? Thì vậy đây chính đáp án của chúng ta chính là cái bóng nha. Rồi, bạn xem bạn nào trả lời đầu tiên nào. Bạn Hương Mai Đào trả lời đầu tiên nha. Bạn Hương Mai Đào sẽ inbox cho chị cái địa chỉ và số điện thoại nha, để nhận quà, và nhớ là chờ chờ điện thoại để ship giao hàng nha. Và nhớ thanh toán phí ship giùm chị nha. Chỉ phải thanh toán duy nhất một phí ship thôi, không phải trả bất cứ một khoản nào nữa nha. Rồi, đây là những cây son ba xe nha. Đây là những cây son ba xe. Những cây son ba xe. Đây nhá, đây là những cây son ba xe nha. Rồi, mọi người nha, mọi người nhanh tay nhá, mọi người nhanh tay để nhận nha. Mọi người nhanh tay để nhận nha. Mọi người nhanh tay để nhận nha. Rồi, mọi người nhanh tay nha, nhanh tay chia sẻ nha, nhanh tay chia sẻ nha. Rồi mọi người ơi, mọi người ơi, sắp hết giờ rồi, sắp hết giờ rồi, để Hương còn vào lớp học nữa. Một lớp học, một là Hương đang trong một lớp học nữa, nên mọi người nhanh tay nhé, mọi người nhanh tay lên, mọi người nhanh tay lên. Chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi, chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi nha. Son tâm linh thì mọi người đã biết rồi nha, trong các cái livestream vừa qua Hương đều nhắc đến cái son tâm linh, đúng không? Son tâm linh đó là son được tổng giám đốc Nguyễn Linh Liên sang chùa vàng ở Thái Lan và xin sư thầy trì chú bình an may mắn vào đó ha. Và mang cái sáp son và cốt son đó đã được tổng giám đốc Nguyễn Linh Liên trực tiếp mang sang nhé, trực trực tiếp mang sang Thái Lan để xin sư thầy trì chú bình an vào đấy. Và tất cả những ai đang sở hữu một cây son tâm linh là đều nhận được những may mắn, bình an và lộc phát. Và mọi người cứ sử dụng son tâm linh liên tục trong vòng 7 ngày thì mọi người sẽ nhận được những điều vô cùng là tuyệt vời và rất là nhiều những cái bất ngờ đấy nhá. Và cây son tâm linh này á thì chỉ có giá là 280 ngàn, nhưng mà cái giá trị, các giá trị mà các bạn trao cho cộng đồng rất là nhiều nhá. Như là các bạn sẽ gì, các bạn sẽ trao một phần giá trị để xây trường học cho trẻ em vùng cao này, rồi các bạn sẽ góp một phần, giám đốc sẽ trích ra một cái phần đó để nhang khói trong chùa và xây dựng, góp phần xây dựng 108 ngôi chùa nha. Thì đó là những điều rất là tuyệt vời, đúng không? Đó vừa giúp được, vừa giúp công ích để cho các trẻ em vùng cao có trường học này, đến trường học được, mà học một ngôi trường khang trang thoải mái này, rồi lại vừa được góp một phần công đức vào để xây dựng chùa, đúng không? Rồi ngoài ra thì cái những cái mà mình nhận lại là rất là nhiều những may mắn, bình an và lộc phát, đúng không nào? Vậy thì một cây son tâm linh chỉ với giá 280 ngàn mà chúng ta được nhận nhiều như thế thì nó quả là một điều mà vô cùng cần thiết để chúng ta sở hữu nó, đúng không? Nhưng mà ngay trong livestream này các bạn không cần phải bỏ ra 280 ngàn, các bạn chỉ cần bỏ ra 199 ngàn thôi là các bạn đã có ngay được một cây son tâm linh như thế này rồi nha. Hãy comment cho Hương hoặc inbox cho Hương ngay nhé, để nhận một cây son mang lại may mắn, bình an và lộc phát cho mình nhé. Và chỉ có duy nhất trong livestream này thôi, chỉ duy nhất trong livestream này. Và khi Hương đã kết thúc livestream này rồi thì mọi người sẽ mua cái cây son tâm linh này với giá là 280 ngàn nhé, và không được tặng kèm thêm bất cứ một món quà tặng nào nữa nha. Rồi, chỉ có trong duy nhất livestream này thôi, mọi người nhanh tay nhé, mọi người nhanh tay chia sẻ, mọi người nhanh tay chia sẻ hai lần trên tường và
tổ chức buổi xem chung để được nhận cái ưu đãi vô cùng tuyệt vời đấy nhá. Và đây là vô ưu đãi tuyệt vời nhất trong 21 livestream và trong duy nhất một cái livestream thứ 13 này của Hương thôi nhá. Duy nhất một cái livestream thứ 13 thôi. Tại vì mọi người thường nghĩ là cái livestream cái thứ 13 là cái xui xẻo đúng không? Nhưng mà riêng với cái livestream này thì mọi người sẽ nhận được rất là nhiều những cái may mắn, những cái ưu đãi nha. Rồi, son tâm linh với giá 199.000. Mọi người hãy comment đi, comment là 199 cộng số điện thoại của mình nha. 199 cộng số điện thoại của mình để được nhận son nha. Comment đi nào. Comment 199 cộng số điện thoại nào. Comment 199 cộng số điện thoại nào. Rồi để được nhận cây son tâm linh nào. Nghĩ số nào đấy, số nào đấy mà mình đang dùng đấy, cái số mà mình đang dùng thường xuyên đấy, thì là để có người liên lạc được, nhân viên sẽ liên lạc được với các bạn nha. Các bạn hãy comment cái số mà mình dùng thường xuyên để nhân viên sẽ liên lạc với các bạn để chốt nha. Cái bóng của mình chị ơi, đúng rồi em ơi, chào Hoàng Yến Nguyễn nha. Là cái bóng của mình, là cái bóng của mình, đúng rồi là cái bóng. Hồi nãy cái bạn nào bạn trả lời rồi đây này, bạn hình như bạn Hương Mai Đào bạn trả lời đúng rồi. Đó chính là cái bóng nha, cái bóng. Rồi bạn bạn nào, chống nắng ok quá chị ơi, cảm ơn em rất là nhiều nha, cảm ơn em rất là nhiều. Kem chống nắng của bên chị là kem chống nắng của Hàn Quốc nên là xài nên rất là ok và nó cấp ẩm cho làn da của mình tuyệt đối luôn. Và khi mà thoa lên da, cái cảm nhận đầu tiên của mình là nó mát, rất là mát luôn, mát cực kỳ, mát tuyệt vời luôn. Và khi mà đang nắng nóng như thế này mà thoa cái kem chống nắng lên da, chúng ta cảm nhận thấy nó mát như thế thì ngay lập tức cái da của chúng ta nó sẽ làm dịu đi, dịu cái nắng đi đúng không? Và cái nó được bảo vệ da của chúng ta, tại vì SPF 50 và PA 3 cộng nên là nó sẽ bảo vệ da rất là lâu dưới ánh nắng. Nhưng mà có một lưu ý nhỏ là khi mà mọi người đã rửa tay hoặc là nhúng xuống nước rồi á, thì khi khoảng là 2-3 tiếng sau gì mình cũng nên thoa lại nhá, nên thoa lại một lần nữa để giúp cho nó bảo vệ cái da của chúng ta một cách tối ưu hơn nha. Rồi, mọi người ơi, chỉ còn một vài phút nữa thôi, trong livestream này được mua cây son 3 xe này với giá là 199.000 nha. Chỉ có duy nhất trong livestream này thôi, mua cây son 3 xe với giá 199.000, còn được tặng kèm ngay một lá phép mẹ ngoắc như thế này nữa đúng không? Hôm nay là ngày thứ 13, là một ngày tuyệt vời nhất, là một ngày xui xẻo với ai ngoài kia không biết, nhưng ngay trên livestream của Hương đó là một điều tuyệt vời, là khi mọi người được nhận cây son 3 xe kèm theo một lá phép mẹ ngoắc. Ấy, cây son tâm linh chỉ với giá 199.000 và được tặng kèm ngay một lá phép mẹ ngoắc nữa nha. Rất là tuyệt vời đúng không? Nguyễn Ánh Tuyết, rồi chốt cho Nguyễn Ánh Tuyết nha. Nguyễn Ánh Tuyết comment cho chị màu son nào. Em chọn màu nào nào. Nguyễn Ánh Tuyết comment cho chị màu son, em chọn màu nào. Rồi, nhớ chào Trần Thu Phương nha. Phương ơi, chia sẻ đi em ơi, được mua cây son này chỉ với giá là 199.000 thôi. Ngày bình thường nó là 280.000 nhưng ngay trong livestream này chỉ mua với giá 199.000 thôi. Hôm nay là livestream thứ 13, là một livestream rất là tuyệt vời, sẽ nhận được rất là nhiều những ưu đãi. Mọi người sẽ nhận ngay được một cây son 3 xe như thế này và được tặng kèm ngay một lá phép mẹ ngoắc như thế này nhá. Mang lại may mắn, bình an và hạnh phúc đến cho mọi người. Và khi mọi người cứ sử dụng cây son 3 xe liên tục, cây son tâm linh liên tục trong vòng 7 ngày và nhớ đọc câu thần chú nhá, thì điều tuyệt vời sẽ xảy ra. Bữa nào tặng em lá phép mẹ ngoắc đi. Ngay trong livestream này thôi, em mua ngay một cây son tâm linh như thế này nhá. Em mua ngay một cây son tâm linh như thế này và em sẽ được tặng kèm ngay một cái lá phép mẹ ngoắc. Mà cây son tâm linh này chỉ có giá là 199.000 thôi, Hoàng Yến Nguyễn nhá. Chỉ duy nhất trong livestream này và chưa có cái livestream nào rẻ như thế này cả. Và chưa có cái livestream nào mà chị bán với giá là dưới 280.000 hết đó. Và chưa khi nào chị bán cho khách hàng là dưới 280.000.
nha. Tất cả các cái cây son mà chị đã bán lên cho khách hàng đều là 280 ngàn một cây, nhưng mà duy nhất ở trong livestream này thôi là chị sẽ bán cho mọi người với giá là 199 ngàn, và mọi người với điều kiện là mọi người phải chia sẻ livestream và tổ chức buổi xem chung để mọi người nhận cái phần quà vô cùng ưu đãi như thế này, chỉ 199 ngàn tặng kèm một lá phép mẹ ngoắc như thế này. Mọi người có thể bỏ cái lá phép này vào ốp lưng điện thoại hoặc là bỏ vào trong các cái túi ví của chúng ta nhé, để nhằm mục đích là hút tài lộc và xua đuổi những cái điều không may mắn đấy, và mang lại may mắn bình an đến cho chúng ta nhé. Và ví dụ chúng ta hay di chuyển trên đường, hoặc là chúng ta hay đi vào buổi tối, hoặc là đặc biệt nhà có em bé thì chúng ta cũng nên có nó để làm giống như đây là một lá bùa hộ mệnh của chúng ta. Và đây là do Tổng Giám đốc Kim Hiền Hana thỉnh trực tiếp tại Thái Lan nhé. Lá phép mẹ ngoắc này do Giám đốc Kim Hiền Hana thỉnh trực tiếp tại Thái Lan, do sư thầy trì chú bình an may mắn vào đây, nên mọi người không có sợ là bùa ngải gì nha. Đây là một lá phép giống như là bao những cái bùa bình an khác mà chúng ta lên chùa hoặc ông bà cha mẹ chúng ta đã lên chùa xin cho chúng ta. Nhưng mà điều khác biệt ở đây á, là đất Thái Lan là một đất Phật, đất đất Phật rất là linh thiêng, nên là tất cả những cái vật phẩm linh thiêng từ những vật phẩm từ Thái Lan và mang rất là ý nghĩa, rất là linh thiêng, nên là mọi người cứ tin đi, cứ tin đi nhá, mọi người sẽ nhận được những điều rất là tuyệt vời luôn. Rồi, Hoàng Yến Nguyễn có chốt cây son nào thì inbox cho chị nha, hoặc comment ngay xuống đây nha. Rồi chốt cho mộ hương mai đào một cây son, em cho chị màu son nhá, hương mai đào nhá, chốt cho chị màu son nè. Chốt cho chị màu son, em chọn màu nào nè. Em đã theo dõi gì trong các cái livestream trước rồi, chúng ta có 5 màu. Đó là màu đỏ cam, đỏ thuần ruby, hồng đào san hô, cam đất và cam đào nhá. Và màu cam đất và màu cam đào đang là 2 màu rất là hot và rất là nhẹ nhàng cho các nàng công sở nha. Các nàng làm việc văn phòng muốn màu nhẹ nhàng thì mình lấy màu hồng đào san hô và màu cam đào nhá. 2 màu rất là nhẹ nhàng. Và nàng nào muốn trẻ trung hơn thì chúng ta có thể sử dụng màu cam đào hoặc hồng đào san hô, nói chung 2 màu này không kén ra bất cứ một ai luôn. Rồi chốt cho hương mai đào một hồng đào, một màu hồng đào san hô nha. Và có nhân viên sẽ gọi điện thoại cho em nha. Chỉ trong livestream này thôi mọi người sẽ được mua với giá là 199 ngàn. 199 ngàn chỉ có trong livestream này thôi. Và duy nhất trong livestream này và chưa có bất kỳ ai bán cái sản phẩm son tâm linh này với giá 199 ngàn nha. Và chưa có cái cây son nào mà công nghệ của Hàn Quốc mà nó lại có cái giá như thế này đâu. Vì trong cái livestream này Hương muốn tăng tương tác và kéo tới tương tác, nên là Hương tri ân cho khách hàng đã đồng hành cùng Hương trong suốt 13 livestream vừa qua. Và cái livestream thứ 13 này là một livestream đặc biệt, nên là mọi người sẽ được tặng quà ha, tặng quà, được mua hàng với giá vô cùng ưu đãi. Rồi nha. Rồi mọi người chốt nha, một son tâm linh này với giá 199 ngàn. Bạn nào chốt nữa thì inbox chị nha. Rồi ngày hôm nay, buổi tối hôm nay đến sáng mai Hương vẫn chốt cho mọi người nha. Ngày là một ngày tuyệt vời. Buổi tối ngày hôm nay và sáng mai mọi người hãy cứ inbox cho Hương sau khi Hương tắt livestream này, hoặc comment ngay vào livestream này để Hương sẽ vẫn tiếp tục ưu đãi cho mọi người nha. Rồi xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người ở livestream sau nha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Hương trong suốt livestream. Bạn nào đã nhận được phần đã trả lời được câu hỏi đúng thì nhớ inbox địa chỉ cho Hương nha. Rồi bây giờ Hương gọi lại nè, xem là bạn bạn nấm lùn còn ở đây không? Nấm lùn còn ở đây không để còn nhận lại phần quà này, nấm lùn nè. Nấm lùn được nhận là một cây son 3C với câu hỏi đầu tiên nè. Nấm lùn còn ở đây không? Nấm lùn còn ở đây không? Rồi, nấm lùn không còn ở đây nha, chị bỏ phần quà của nấm lùn nha. Rồi, tiếp nào. À, bạn Trà My hả? Hồi nãy hình như trợ lý có nhắc nhở là bạn Trà My là trả lời đúng trước câu thứ hai này nè. Rồi Trà My có ở đây không? Trà My có ở đây không? Rồi Trà My còn ở trong livestream không? Trà My còn ở trong livestream không, inbox ngay cho chị nha. Trà My không có thì sẽ đến bạn Hương Mai Đào nha. Bạn Hương Mai Đào nào? Bạn Hương Mai Đào còn ở đây không? Nếu không còn bạn nào ở đây, bạn Hương Mai Đào còn ở đây không? Nếu không có bạn nào ở đây thì chị sẽ bỏ bỏ phần quà này nha. Xin chào Đào Anh Tuấn. Dạ còn. Rồi vậy thì chốt phần quà này cho Hương Mai Đào nha, một cây son 3C cho Hương Mai Đào. Nhớ inbox địa chỉ cho chị nha. Rồi chào tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người ở trong livestream sau nha.
cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Hương và trong tất cả 13 live stream, và đặc biệt trong cái live stream thứ 13 này là một live stream đặc biệt quan trọng để live stream để mọi người nhận được rất là nhiều những ưu đãi nha. Mọi người nhận rất là nhiều những ưu đãi như là mua son 3CE với giá ba son tâm linh với giá là 199.000 và chỉ duy nhất trong live stream này, và chưa có cái live stream nào là với giá như thế nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở live stream sau. Cảm ơn mọi người nha. Hương phải vào lớp rồi, đã trễ khoảng 10-15 phút gì rồi đó. Rồi, cảm ơn mọi người. Xin chào, chúc mọi người ngủ ngon nha. Hẹn gặp mọi người ở live stream thứ 14 tiếp theo nha. Hãy đồng hành cùng Hương trong 21 live stream để nhận được rất là nhiều những phần quà khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.